Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Ngày 17 tháng 10, Sở Y tế tỉnh Lào Cai ban hành văn bản hướng dẫn thời gian cách ly, quản lý và bàn giao quản lý các trường hợp sau khi hoàn thành cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu tất cả những người đi đến hoặc về từ các tỉnh, thành phố bắt buộc phải khai báo y tế trung thực, chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo để phân loại các đối tượng nguy cơ. Đối với trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc COVID-19 phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định. Đối với các trường hợp F1 là người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi, thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng theo hướng dẫn của Sở Y tế. Đối với các trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung ở các tỉnh, thành phố khác nhưng chưa thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Khi về địa phương cần tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 14 ngày. Thực hiện cách ly F2 tại nhà trong khi chờ kết quả xét nghiệm real-time PCR lần 2 của F1. Người bệnh F0 khi ra viện tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly của huyện, thị xã, thành phố thêm 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là khi tỉnh Phú Thọ xuất hiện hơn 100 ca bệnh trong cộng đồng, công tác kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn Lào Cai đã được thắt chặt hơn. Thời điểm này, trung bình mỗi ngày chốt kiểm soát liên ngành km 237 cao tốc Nội Bài Lào Cai đón tiếp và thực hiện các quy trình giám sát dịch COVID-19 cho trên 2.000 lượt người vào địa bàn tỉnh. Ngoài thực hiện nghiêm việc phân luồng phương tiện, bố trí chỗ đậu xe và khu khai báo y tế riêng biệt đảm bảo quy trình một chiều giữa người dân đi xe con, xe khách và xe tải, thì quy trình kiểm soát khai báo y tế còn được giám sát chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Tất cả công dân đến chốt đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân, thực hiện khai báo y tế để kiểm soát phân loại sàng lọc. Căn cứ vào lịch sử di chuyển theo bản đồ dịch tễ của Bộ Y tế, các cán bộ, lực lượng trực chốt yêu cầu, tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế, cách ly theo quy định. Kể từ ngày 10 tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận 500 người đi về từ Phú Thọ. Tất cả những người này đều đã được quản lý cách ly tại nhà và lấy mẫu. Đối với những người về từ các tỉnh phía Nam kể từ ngày 5 tháng 10 là 28 người, lũy kế đến nay là 835 người, đã thực hiện lấy mẫu được 817 người. Đối với các trường hợp về từ Hà Nội, lũy kế đến nay là 3.526 người, hiện còn cách ly 612 người. Đến nay, tổng số mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 đã thực hiện là 451.802 mũi tiêm, đã có 78,9% dân số trên 18 tuổi được tiêm mũi 1. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 5 tháng triển khai dự án phát triển ớt hàng hóa trên địa bàn phường Hàm Rồng, thị xã Sapa hỗ trợ, 2 hectare ớt đã cho thu hoạch với năng suất cao, bước đầu mang lại thu nhập cho các hộ tham gia dự án. Dự án phát triển ớt hàng hóa được triển khai tại các tổ 1, 2, 3 phường Hàm Rồng với tổng kinh phí thực hiện gần 60 triệu đồng. Nhà nước hỗ trợ 100% giống. Các hộ dân tham gia đối ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhân công. Sau 5 tháng, cây ớt đã cho thu hoạch với năng suất cao. Tham gia dự án có 14 hộ dân, đến thời điểm hiện tại đã thu trên 100 triệu đồng và cây ớt vẫn tiếp tục cho thu hoạch một tuần một lần. Qua thời gian thực hiện dự án, trồng ớt cho thấy năng suất của một vài hộ cao hơn do kỹ thuật trồng và chăm sóc. Bước đầu dự án này đã mang lại hiệu quả rất là tốt, trừ tất cả các cái chi phí thì bà con nông dân cũng được lãi là trên 20 triệu trên 1 ha. Thuật chăm sóc tốt thì có cái hiệu quả lên gấp 4, gấp 5 lần. Cái mô hình này thì trong khi trồng này thấy hiệu quả và cũng mong muốn là trong thời gian tới là các cấp chính quyền địa phương để tạo điều kiện và cho bà con nhân dân là sản xuất theo cái mô hình cá nhân để đảm bảo cho cái năng suất và kinh tế cho các hộ gia đình. Trong thời gian tiếp theo, Ủy ban Nhân dân phường Hàm Rồng sẽ phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thị xã để tiếp tục nhân rộng mô hình trồng ớt hàng hóa trên đất ruộng. Trong đó chú trọng đến việc đảm bảo kỹ thuật và chất lượng cho sản phẩm ớt, đồng thời tổ chức các buổi tập huấn kiến thức đến các hộ gia đình về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lào Cai và phường Kim Tân vừa tổ chức sơ kết hoạt động công tác dân vận và xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.
Trong năm 2021, công tác dân vận, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn giữa Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lào Cai và Đảng ủy phường Kim Tân được triển khai toàn diện. Hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, đoàn kết thống nhất, thực hiện quy chế chung, chủ động đề xuất các hoạt động thiết thực hiệu quả trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, công tác vận động quần chúng, phối hợp nắm quản lý địa bàn. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn trong thời gian tiếp theo, hai bên đã ký kết thống nhất tiếp tục phối hợp tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Theo kế hoạch, các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành rà soát tổng hợp danh sách trường, điểm trường, học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thiết bị phục vụ việc học tập trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 25 tháng 10 năm 2021 để xem xét hỗ trợ thiết bị học tập theo chương trình sóng và máy tính cho em. Trên cơ sở rà soát, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ các nguồn lực được hỗ trợ và nguyên tắc phân bổ, thực hiện hỗ trợ, bàn giao thiết bị cho các trường, điểm trường, phục vụ công tác dạy và học, hỗ trợ học sinh. Dự kiến trong năm nay sẽ huy động kinh phí hỗ trợ tối thiểu 5 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, hiện vật máy tính, máy tính bảng, smartphone, TV, thiết bị công nghệ khác, trang bị cho các trường, điểm trường và học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh, theo hình thức cho mượn để phục vụ học tập. Giai đoạn 2, từ năm 2022 đến năm 2023, sẽ tiếp tục phát động chương trình nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội, góp phần trang bị cơ sở hạ tầng, phục vụ việc triển khai các phương án dạy và học của ngành giáo dục. Đại dịch COVID-19 đang tác động lớn đến hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh đó, ngành công thương đã khẩn trương phối hợp với các địa phương, rà soát và kịp thời đề xuất với tỉnh để có những điều chỉnh hợp lý trong quá trình tổ chức thực thi các chính sách, qua đó thu hút nhiều cơ sở mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, tạo việc làm cho lao động, nhất là tại khu vực nông thôn. Doanh nghiệp này đã có trên 10 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cơ khí tại khu tiểu thủ công nghiệp Bắc Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Từ một cơ sở nhỏ, doanh nghiệp đã đầu tư trên 3 tỷ đồng để mua sắm thiết bị máy móc, mở rộng nhà xưởng sản xuất để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản phẩm của khách hàng. Từ hiệu quả của mô hình, doanh nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công quốc gia năm 2021 với số tiền 300 triệu đồng. Cứ bình quân những năm chưa dịch thì doanh số của công ty thì một năm cũng đạt vào 28-30 tỷ, nhưng đối với năm dịch năm nay thì chưa đạt nổi đấy 10 tỷ. Sự đồng hành và sự có thẩm quyền của các cơ quan đã làm những cái để cho các đơn vị, những cơ sở chúng tôi được hưởng cái đồng tiền và những cái sản phẩm khuyến công thì chúng tôi rất cảm ơn. Những cái dự án, những cái đề án mà nó mang tính liên vùng, liên huyện và có tính để có thể là nhân rộng được thì cho nên là nó không được nhiều. Mặc dù là nguồn vốn thì hỗ trợ thì tương đối lớn. Bình quân mỗi một năm thì nó chỉ được từ 1 đến 3 cái đề án. Với chương trình khuyến công địa phương, tỉnh đã dành nguồn lực từ 3,5 đến 4 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, nhất là ở nông thôn, tiếp thêm động lực để các cơ sở này đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, từ năm 2021, thực hiện nghị quyết số 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, một số nội dung chương trình khuyến công địa phương đang gặp phải một số khó khăn vướng mắc về nguồn lực hỗ trợ. Cơ bản là các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh là chưa bố trí được nguồn. Cho nên là cái việc mà tư vấn phát triển công nghiệp của chúng tôi đã hoạt động, đã phối hợp và hoạt động rất là tốt. Thế nhưng mà khi mà để thực hiện cái nội dung này, là giải ngân cái nguồn vốn này thì gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đang đề nghị với các huyện, thị xã, thành phố đang có cái rà soát đánh giá lại thực hiện nghị quyết 03 này để thấy được những cái khó khăn vướng mắc để báo cáo với tỉnh, để Ủy ban dân tỉnh để trình Hội đồng dân xem xét điều chỉnh lại một số nội dung. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tác động làm giảm nhịp độ lưu thông hàng hóa và thị trường tiêu thụ các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, ngành công thương đang phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn tất tổng rà soát lại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Kết quả rà soát sẽ là cơ sở để Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành những cơ chế chính sách nhằm tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn phát triển, phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển khuyến công của tỉnh trong giai đoạn tới. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.